Em biết vụ Jonathan Galindo không? Là ai vậy? Thằng này là sát nhân người Mexico. Mà hễ nó gửi cho em một cái link, em ấn vào nó biết cái IP của em, là nó bắt em tham gia thử thách cá voi xanh. Còn không là nó ám sát nguyên gia đình nhà em. Em xem. Em làm cái gì vậy? Lỡ lướt tầm bậy tầm bạ rồi tay bấm rồi lỡ thêm bạn bè sao? Gì? Trời còn bấm vô nữa. Reply me or I will kill you. Nghĩa là trả lời nó hoặc là nó giết tụi mình. Từ khoan. I will kill ED. Đã will mà còn kill ED. Sai mẹ ngữ pháp rồi. Your grammar is wrong. You should go to school before. Before being a killer là nghĩa là mày nên đi học trước khi mày thành sát thủ. Ngữ pháp thế này thì nó kêu nó không được đến trường. Tội nhờ. Tội nó quá. Nhắn tin an ủi nó tí. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Everything will be okay. Thank for everything. Ô, nó cảm ơn, nó cảm ơn. Từ từ. Sang ngữ pháp tiếp rồi. Thanks for, not thankful. Ê, anh chọc đi nó gì lỡ nó làm hại mình sao? Chà rồi, theo đúng kịch bản là nó sẽ gửi cho mình một cái link. Pornhub.com. Ủa, tính ra là cái này là telet luôn á. Này gọi tiếng Việt nè. Mày người Việt hả?